Trang văn nghệ cuối tuần. Trang văn nghệ cuối tuần. Thưa bà con và các bạn, dự án bảo tồn và phát triển âm nhạc Chăm mang tên Haga Ibni là một trong bốn dự án thuộc khuôn khổ Quỹ hỗ trợ nhỏ, di sản văn hóa và phát triển bền vững của Hội đồng Anh Việt Nam. Mục tiêu nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức cá nhân lên ý tưởng và phát triển các sáng kiến sử dụng di sản văn hóa như là một nguồn lực đóng góp vào sự phát triển bền vững tại địa phương. Chuyến lưu diễn âm nhạc Múa Chăm Mai Marai diễn ra vào tối ngày 22 tháng 7 năm 2024 tại phố bên đồi Đà Lạt là một minh chứng sống động thể hiện khao khát của các thế hệ trẻ người Chăm trong hành trình kế thừa, tiếp nối văn hóa của tiền nhân thông qua sự gặp gỡ của tương lai. Không gian nhỏ xinh mà ấm cúng của phố bên đồi đêm ấy là cả một sự nôn nóng đợi chờ đêm diễn của các nghệ sĩ Chăm và khách mời đến từ thành phố Nha Trang. Có một cái gì đó vừa u tịch, linh thiêng, huyền bí đang chực chờ sau tấm phong màn trước mặt. Đèn đêm vụt tắt, ánh sáng leo lét chỉ làm lung linh chiếu dọi vừa đủ trên tấm màn cùng lời khẩn cầu, tiếng hát, tiếng kèn serenade, tiếng trống paranưng quyện hòa vào nhau. Màn vừa hạ, khán trường dồn sự chăm chú vào một sân khấu rất mộc với phong nền chính là một bức tranh cổ của người Champa. Một thảm nhỏ là nơi nghệ sĩ múa, nghệ sĩ hát và tất cả các nghệ sĩ trình tấu lần lượt tung hứng, giao hòa trong các màn biểu diễn thật là cuốn hút. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chương trình diễn ra có vẻ là quá nhanh, quá ngắn, chưa đủ để thỏa mãn người già con trẻ đang dự khán. Mọi người lại tiếp tục mạn đàm giao lưu, đặt khá nhiều câu hỏi về dự án Hakaini, về Mai Marai, về hành trình khởi lập của các nghệ sĩ, về sự hòa điệu của nhạc cụ truyền thống Chăm do các nghệ nhân nghệ sĩ người Chăm diễn tấu và các nhạc cụ truyền thống Việt Nam do một số nghệ sĩ khách mời thể hiện. Sự hấp dẫn tự thân vừa mang phong vị dân gian, vừa lấp lánh sắc màu huyền diệu rất Champa đã cuốn trí tưởng của người xem đi vào một thế giới đầy ma lực. Mai Marai trong tiếng Chăm có nghĩa là về, đến. Ở đây chủ thể văn hóa, tức mỗi một người nghệ sĩ trẻ, người Chăm, đã luôn trở trăng ý thức về việc quay trở về với cội nguồn văn hóa của ông cha xưa. Thật bất ngờ về người chủ xướng cho dự án này, Thuận Ngọc Hòa, mới tròn 26 tuổi. Anh là nghệ sĩ chơi nhạc và có phòng thu riêng. Hành trình tạo lập nhóm đối với anh cũng là một câu chuyện không hề đơn giản. Thực ra Hakaini là một cái dự án bảo tồn và phát triển về âm nhạc. Công việc đầu tiên á là công việc bảo tồn trước, tụi em sẽ bảo tồn nó trước và sau đó là câu chuyện phát triển. Hiện nay câu chuyện là tụi em đang hướng tới cái sự phát triển. Còn tại sao nó tên là Hakaini? Tại vì á những cái thứ mà tụi em đang làm, tụi em phải luôn luôn tự vấn là mình làm cái gì vậy nhỉ? Mình phải tự đặt câu hỏi với chính những cái thứ mà mình đang làm để mình nhận biết nó đang ở đâu, nó đang làm gì và nó đang xảy ra với cái môi trường đương đại này nó như thế nào. Với nghệ sĩ khách mời á thì ra có một cái ngôn ngữ rất là rõ ràng, đó là ca trù. Trong cái chất liệu này mọi người đang dùng là phách và đàn bẩy. Ngoài ra thì những cái nhạc cụ truyền thống của Việt Nam nó có đàn tranh. Với nghệ sĩ khách mời khác thì nó có cái những cái cây sáo của đồng bào Tây Nguyên, cây đinh clê, có kỳ pá và có một cái loại sáo tụi em tự sáng chế ra là ở nhà hát đó, nó là cái sáo nước. Còn phía bên Chăm thì có ba cái cây chủ đạo, đó là serenade, paranưng và khi năng để dẫn chủ đạo cho cả một cái tác phẩm âm nhạc. Ngoài ra thì còn có chum này, có kèn ốc này, lục lạc. Nhà hát đó ở thành phố biển Nha Trang đang là nơi nhóm nghệ sĩ Chăm đang tập luyện,
lên các tiết mục trình diễn mang tinh thần tiếp nối truyền thống, thử nghiệm đương đại. Vẫn theo lời của anh Thuận Ngọc Hòa, ở nhà hát đó hiện tại có một show diễn cố định là Rối Mơ. Đó là một cái chương trình nó liên quan tới cái sự cách tân rối, một tuần thọ diễn 4 buổi. Còn về phần âm nhạc, nó bao hàm rộng hơn, nó là dàn nhạc bản địa Đông Nam Á. Có nghĩa là họ không giới hạn về một cái nhạc cụ nào cả, mà là tất cả những cái chất liệu mà có ở Đông Nam Á thì có thể là dồn về nhà hát đó. Thì họ cái ngôn ngữ âm nhạc của họ phổ quát hơn, bao quát hơn là cái dự án mà tụi em đang làm. Chương trình chính của nhà hát đó là Rối Mơ. Còn lại cái dự án của tụi em á, là chỉ là khơi nguồn ra từ cái nguồn gốc của tụi em, cái mong muốn của tụi em. Từ đó là tận dụng cơ sở hạ tầng, cái điều kiện có ở nhà hát đó, và tụi em xin hỗ trợ từ nhà hát đó. Tại vì là câu chuyện mà tụi em làm nó không phải là làm cái gì mà làm như thế nào, thì câu chuyện làm như thế nào là câu chuyện nó phải đi tiếp. Bây giờ á, giai đoạn trước á, là tụi em tách ra thành hai phần là phần truyền thống và phần đương đại. Còn trong giai đoạn này á, là tụi em làm song song, có nghĩa là tụi em kết hợp giữa cái ngôn ngữ đương đại và ngôn ngữ truyền thống, nó đang xen lẫn nhau. Và giai đoạn tiếp theo thì tụi em mở rộng ra thêm, có thể thêm một tí thể nghiệm về cái ngôn ngữ này nó sẽ ra sao. Đó là những cái kế hoạch dự định tụi em đang hướng tới. Còn có thực hiện được nó hay không, nó còn phụ thuộc vào yếu tố về con người, về thời gian, về tiền bạc, về tài chính, cơ sở hạ tầng. Còn Dư Kim Âu vốn là một nghệ sĩ kèn saxo được học tập bài bản, nhưng trong quá trình làm nghề chơi nhạc, anh dần ý thức về bản sắc riêng của âm nhạc di sản của cha ông mình. Tình cờ nối tiếp tình cờ, có cả những sự hữu duyên trong âm nhạc lẫn đời sống tinh thần nữa đã làm anh thay đổi. Thứ nhất, nó là một cái sự tình cờ rất là lớn, đó là trong cái đợt dịch thì em vốn là đang làm ở Sài Gòn, trở về lại Nha Trang trong cái đợt tránh dịch. Qua cái đợt đó thì vô tình em được biết đến một phương pháp âm nhạc mới tại nhà hát đó, là cái đơn vị chủ quản ngoài hiện giờ đang làm tại đó. Thì ở đó cung cấp cho tụi em một cái phương pháp âm nhạc khá là mới lạ. Đó là em có thể nói đó là một cái phương pháp chơi nhạc nguyên thủy, tức là trở về lại cái cách chơi nhạc của ông bà ngày xưa, là ông bà chơi nhạc bằng nhạc tính thôi, chứ hoàn toàn không có ai viết nhạc cho ai cả. Cái khác của cách chơi nhạc của ông bà ngày xưa và tụi em ở đây là bây giờ tụi em ở đây thì tụi em là những người được đào tạo về âm nhạc và có kỹ năng hơn về âm nhạc. Tụi em tìm cách để làm sao cho cái âm nhạc của mình phát ra ấy, không có ai viết nhạc cho ai cả, mà thật sự là chính những cái gì nó bộc phát trong người mình khi mình nghe một cái âm thanh hoặc là một cái giai điệu mà bạn cất lên, và cái trong mình phản ứng như thế nào cái âm thanh đó. Không phải là nhạc Tây Phương không làm được, nhưng mà bởi vì nhạc Tây Phương thì nó lại thiên về nó khuôn vàng thước ngọc, tức là nó khá là chặt chẽ về cả kỹ thuật lẫn những cái hòa thanh của nó, tất cả nó đều là một cái khối rất là thống nhất và chặt chẽ. Vô tình vào trong môi trường đó thì em được biết đến cái âm nhạc dân tộc và các cái nhạc cụ truyền thống. Cái cách chơi của nhạc cụ truyền thống Việt Nam mình á, nó cực kỳ phóng khoáng và nó tạo cho một cái sự hấp dẫn rất là lớn. Và mình kêu, ô, ông bà mình sơ sai vậy. Và bắt đầu em đi theo, em tìm hiểu về nó. Wow, đây rồi, đây là cái mình muốn rồi. Đây là cái cách chơi mình muốn và đây là cái nhạc cụ mà mình muốn đi cùng với nó. Bắt đầu từ đó thì em tập làm quen qua chơi sáo, tập làm quen qua đánh tơ rưng, tập làm quen qua những cái nhạc cụ truyền thống. Tất nhiên là em theo đuổi cách chơi đó. Cái cách chơi nhạc với em thì em gọi là cách chơi nhạc nguyên thủy của ông bà đó, nó tạo cái sức hút cho mình, nó làm cho mình hấp dẫn. Tìm ra được cách chơi riêng phù hợp cho mình và các anh chị em có cùng mối quan tâm về nghệ thuật truyền thống, Dư Kim Âu rút ra một bí quyết mà với anh là rất quan trọng. Yếu tố đầu tiên và kiên quyết là đồng đội, tại vì thật sự là đôi khi cái âm nhạc mà nó thiên về cảm hứng như vậy, những cái lúc tâm trạng mình không tốt hoặc là mình không biết phải làm gì với cái âm nhạc đó cả, thì chính đồng đội là những người thúc đẩy mình cả về đời sống, sự quan tâm, sự chia sẻ với nhau, rồi cả về những câu nhạc họ biết mình đang bí, rồi bắt đầu là họ khơi gợi những cái câu nhạc, họ tạo cảm xúc cho mình, họ tạo cái chất cho mình. Thì với em luôn luôn cái quan trọng nhất ông bà ngày xưa cũng vậy, đó là tính kết nối, đó là tính tập thể. Cái điều quan trọng thúc đẩy mình là tập thể, ngoài ra đương nhiên cũng có cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân, của cá nhân nữa, tức là mình cố gắng, mình muốn làm cái điều đó và mình cố hết sức với nó. Tất nhiên là sẽ có những lúc mình bị những cái điểm nghẽn nhất định, thì bạn bè bên cạnh, đồng đội mình sẽ là người thúc đẩy mình, giúp đỡ mình. Bye.
Thêm một bất ngờ thú vị khác nữa khi được biết Indra Chirka, một nghệ sĩ hát múa, một thành viên quan trọng của nhóm, chính là con trai của nhà thơ nổi tiếng Indra Sara. Anh phân tích, trước đây âm nhạc chăm chủ yếu diễn ra ở các đền thờ, các lễ tục, các nghi lễ. Nó nghiêng về tính phục vụ tín ngưỡng tâm linh. Giờ phải chọn lọc và đưa nó ra gần với sàn diễn phục vụ nhiều đối tượng công chúng khác nhau trong xã hội, nên rất cần một chiến lược tư duy đúng và tính tương thích nhất định. Trước đây thì nó là một cái điều gì đó nó cấm kỵ, nhưng mà bây giờ người ta đã vượt qua cấm kỵ bằng một số những cái tác phẩm nó không phải gọi là quá tuyệt vời như là những cái sáng tác mới. Xét về mặt nghệ thuật thì nó không có gì, chủ yếu là những cái ca từ mang tính địa phương về tình yêu quê hương đất nước đôi lứa này nỗi buồn. Nhưng nó là một chủ đề nó quá quen thuộc. Và đó là cái mở đầu tiên khi là có một ai đó bắt đầu tạm gọi là cởi trói nó. Cởi trói cái tư tưởng nó là cái này là nó chỉ được dùng cho phong tục. Nó là điều cấm kỵ, điều kiên kỵ. Thì bây giờ có một số người đã mở ra, và dần dần có một số bạn trẻ cũng mở ra. Nhưng mà để mở ra cho thế giới bên ngoài thì mình không hiểu là thế giới bên ngoài họ muốn cái gì, họ thích nghe cái gì. Cái vấn đề ở đây là ngôn ngữ dùng. Chẳng hạn như là nếu mình copy nguyên si thì ở đây chả hiểu mấy người này đang làm. Gọi là mới thì không hẳn là mới, tại vì nó là một sự trưởng thành. Khi mà ngày hôm nay mình làm như thế này, mình bắt đầu mình nghe được cái phản hồi của khán giả. Cái phản hồi đó nó giống như là một phần trong cái sự dẫn dắt đó. Mặc dù cái dẫn dắt vẫn chính là bản thân mình. Mình có cái cảm hứng của các nghệ sĩ, bắt đầu người này gợi hứng cho người kia gợi hứng cho người nọ. Cái câu chuyện nó cứ xây dần lên. Và cái việc được trình diễn như thế này, mặc dù đã được sự tán trợ của Hội đồng Anh Việt Nam, sự hưởng ứng tích cực từ công chúng gần xa thông qua các chương trình biểu diễn, song để dự án Hagani thực sự tồn tại và phát triển, khó khăn vẫn còn rất nhiều ở phía trước mặt, từ kinh phí, chế độ tập luyện cho tới nhiều yếu tố liên đới khác nữa. Indra Chirka bộc bạch. Cái đợt này ở Đà Lạt cũng vậy, nó có một số cái khó khăn, nhưng mà đây là một không gian mới, cái sàn mới, một cái địa điểm mới. Vậy là mình hành xử như thế nào đối với cái nơi này? Việc thiết kế âm thanh, ánh sáng và tất cả mọi thứ, không gian hẹp hay là rộng, bắt đầu tìm cách. Cái sự tìm cách nó là một cái trưởng thành. Như chẳng hạn là nếu cái việc mà được lưu diễn ở Hà Nội, ở Sài Gòn hay là ở đâu đó Quảng Nam thì ai biết được. Có ai đó tài trợ một không gian như vậy, có những con người như vậy, thì bắt đầu mình chuẩn bị cho nó trên cái tâm thế là đây mình cần hoàn thiện cái ngôn ngữ nghệ thuật của mình ấy, như thế nào để có thể là cái câu chuyện được hiểu, được cảm. Còn nếu ở trên đây làm có thể là làm những cái rất là hay mà ở dưới không cảm được thì mình đã thất bại. Nó là một cái câu chuyện lâu dài, rất là khó nói, ai biết được. Hiện tại bây giờ mình đã làm được cái tác phẩm bên này, và cái sự hỗ trợ là để cho sự kiện này. Còn sự kiện tiếp theo thì làm sao mình biết được. Nhưng mà mọi người vẫn cứ ở nhà và cứ tự luyện với nhau, cứ chơi và cố gắng hoàn thiện. Khi nào mà có mỗi cơ hội, có một cái lời mời nào đó, vì để di chuyển tất cả mọi thứ và chỗ ăn, chỗ ở này kia nọ, nó là một cái số tiền khổng lồ. Không nói về lương, chỉ những thứ rất là kỹ thuật thôi. Hành trình tìm về nguồn cội, phát huy các giá trị bản sắc của đồng bào Chăm trong bối cảnh đương đại quả thật là một con đường chông gai thử thách. Mong cho ngọn lửa nhiệt tâm của các nghệ sĩ trẻ sẽ luôn luôn cháy sáng và gặp được nhiều cơ duyên kết nối và lan tỏa mới. Thank you.
Thank you.